mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Helen. Hôm nay thì mình đang đứng trên một con đường mua sắm rất là nhộn nhịp của Chicago, con đường Michigan. Gần đây Chicago nó mới xuất hiện cái store mới, nó nằm ngay bên cạnh cái store Nike luôn, và tên là Nike Lab Chicago Recreation. Thì nghe nói cái store này thì nó collab với Virgil Abloh, cái người mà là founder của Off-White, cái hiệu streetwear rất là nổi tiếng, cho nên mình rất là tò mò, không biết là nó có gì trong đó. Cho nên này mình nhìn thì khám phá thử nha. If you want me to take over, just give me the green light, just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do, tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light, just give me the sun, just give me the green light. Trong đây là cái đệm mẻ vặn nè, còn ngoài trước là cái hiệu của Nike. Rất là khô, ở trong là màu cam. Em phải thích đôi này mặc cao cổ. Ở đây trang trí rất là dễ thương luôn. Nhìn giống người ngoài hành tinh á. Nó đẹp chứ bộ. Có gì là lại. Nhìn hay á. Hay à? Rất là lạ luôn. Thấy là phía trước nó hơi thiếu. Thì kiểu giày của nó kiểu thiếu thiếu. Đúng rồi, nó là đúng kiểu thiếu thiếu. Đây là giày thiếu thiếu. Anh thích quá, em thích mấy cái chi tiết ở trong, nó màu kem lắm. Sau đây nè, nó có màu kem là lòi ra, giống như là cái mạc ở trong bị lòi ra vậy. Ủa, hai màu luôn em. Đẹp vậy. Ủa, có màu vậy hả? Phải không? Ừ. Ủa sao vui vậy? Anh thích như vậy, trong đây màu xanh luôn. Đâu đưa qua để coi. Cái đồ này là một bên màu xanh, một bên màu cam. Nhưng mà xin thưa, đây là đôi giày phụ nữ nhé. Nhưng mà anh chồng mình lại muốn thử. Và anh ấy có vẻ rất là thích.
đi mà. Quay đi, quay nha, lúc mày coi. Nè, nó thấy hai màu bắt đầu thích rồi đó. Em bắt đầu thích cái hai màu rồi đó. Dễ thương quá. Mua đi, cách mua. Dạ. Một bên màu cam, một bên màu xanh, thấy không anh? Thấy không? Một bên màu cam, một bên màu xanh. Khô. Thích cái chỗ đó rồi. Sau khi thử hai đôi thì mình thấy đôi này dễ thương hơn. Đôi kia nhìn nó lạ lạ nhưng mà nghe vô nó không được đẹp quá. Any what? Any small, like this one? No, it's the only one. Only one in the state? Yeah. Really? It's a little weird. Recording? It's weird? Yeah, it's a little weird. Yeah, there's only two here. One in here and one in New York. Thì vừa mới hỏi xong là người ta nói chỉ có đúng hai cái store thôi, một cái ở đây, Chicago, một cái ở New York. Và đúng là không thể tìm được đô nào khác ngoài đây về cái store nữa. Và nó sẽ sold out rất là nhanh. Và cảm thấy bình thường là đặc biệt hôm nay được sở hữu nó dài này. Nhưng mà nó rẻ hơn, nó không 130 hay 110 110 đô là nó bằng đôi giày Nike bình thường của store thôi à. Và nó có cho mình trang trí trên giày của anh hả? Không, có nghĩa là nó để cho người ta thích vẽ gì nó vẽ, giấy, màu. Ờ, chơi, ngồi chơi, cho con biết ngồi chơi vậy hả? Có mấy cái đồ chơi. Cái đồ Lego con biết nè. This is the best locker room video for Chicago. So that's why we're collecting shoe donations from the community, Nike and non-Nike. Yeah. So if you guys have any old shoes to bring in, you're more than welcome. Oh. Cool. Là nếu mình có những cái đôi giày cũ á, mình sẽ donation cho năm người ta, mình sẽ ủng hộ cho người ta, người ta sẽ viền nhỏ ra thành những cái nhỏ vậy, thành cao su á, rồi người ta sẽ chế tạo ra nhiều thứ khác nữa. Nói chung là để người ta recycle, kiểu như recycle vậy á, mình không có thải ra ngoài. Và đây là thấy dấu dấu hiệu của Virtual Upload là biết trên một đôi giày cũng chừng như là dơ cũ nhưng không phải, nó là nghệ thuật. Dơ thiệt. Chị đó. No, nó không phải dơ nè. Nó kiểu nó vậy đó nha. Không phải giỡn đâu. Đây dấu hiệu của hai bên Beast. Phải vậy. Designer Immortito. Thôi dễ thương quá. Dễ thương vậy. Pro vậy. Những cái này cũ mình nó sẽ nghi ra nè. Lego. Takahashi. Đẹp nhưng mà tự nhiên thích cái dù dù cái này. Undercover. Tại sao? Tại thì sao cái tên không? Của ông này chắc làm ra cái đôi giày này quá. Dạ. Vậy là cái store này là nó collab với nhiều người chứ không phải một mình. Bên Nike collab với nhiều người. Nhưng mà sao là chữ Virtual Upload. Nhưng mà bên kia là có Air Jordan. Là có nhiều người nhưng mà thằng kia là chưa. Kiểu như là hình như ở đây có sự kiện chuyển lại mỗi thằng đó nên là Made in Việt Nam. Made in Việt Nam nha các bạn. Ông mình đã mua hai đôi giày đó, mua giày đôi luôn đó, dễ thương. Và được tặng một cái túi hơi bị xịn luôn nha. Bằng như bằng bằng gì anh? Bằng cái kiểu như nhựa. Nhựa hả? Nhựa hay bằng đó mình thì tôi với bạn đi chợ nhưng mà nó làm đẹp hơn. Còn không thấm nước đẹp. Ừ, cái này đi chợ xuống nè. Thank you các bạn đã theo dõi và gặp lại các bạn ở video sau nhé.